Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Phát biểu hôm 17 tháng 3, sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống, ông Putin nhấn mạnh Moscow nhận thức rõ về việc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thúc đẩy triển khai binh sĩ ở Ukraine. Theo đài RT, ông chủ điện Kremlin cũng cân nhắc về khả năng xảy ra xung đột toàn diện giữa NATO và Nga, đồng thời cảnh báo không thể loại trừ khả năng này. Ông Putin nhấn mạnh, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại, nhưng mọi người đều biết rằng một bước đi như vậy khiến thế chiến thứ ba càng tới gần, tôi không nghĩ có người quan tâm đến điều đó. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng trước đề xuất rằng phương Tây không loại trừ khả năng cử binh sĩ tới viện trợ Ukraine. Sau đó, ông cũng mô tả Nga là đối thủ nhưng khẳng định Paris không chiến tranh với Moscow. Bình luận về phát biểu của ông Macron, ông Putin cho rằng mặc dù quân đội NATO ở Ukraine dự kiến đóng vai trò là lực lượng phụ trợ giúp Kiev huấn luyện quân đội, nhưng điều này không khác nhiều so với những gì lính đánh thuê đang làm ở đó hiện nay. Ông nói thêm, Nga muốn Pháp không leo thang xung đột mà giúp tìm ra giải pháp hòa bình cho tình trạng đối đầu. Tổng thống Vladimir Putin cũng nói thêm, để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine, Nga có thể phải thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ ở Ukraine vào một lúc nào đó. Ông Putin cảnh báo hôm 18 tháng 3 rằng bi kịch đang diễn ra ở khu vực biên giới có thể buộc Nga phải tạo ra vùng đệm nhất định tại những khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Theo ông chủ điện Kremlin, các lực lượng Nga sẽ thiết lập một khu vực an ninh mà đối thủ sẽ rất khó vượt qua. Hồi cuối tháng 1, ông Putin cũng đề xuất thành lập khu phi quân sự rộng lớn ở Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Chính quyền vùng ly khai Chernihiv ở Moldova cáo buộc bị máy bay không người lái UAV tự sát từ Ukraine tấn công căn cứ quân sự Tiraspol. Thông tin về cuộc tấn công hôm 17 tháng 3 do bộ phận báo chí thuộc cơ quan an ninh Chernihiv nói với RIA Novosti. Tiraspol là thủ phủ của Chernihiv, một khu vực đã tuyên bố ly khai khỏi Moldova vào đầu những năm 1990. Hãng thông tấn TASS cho hay, một chiếc trực thăng đóng tại căn cứ quân sự ở Tiraspol đã bị UAV tự sát phá hủy và vụ tấn công cũng gây ra hỏa hoạn nhưng không gây thương vong. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ của một chiếc trực thăng quân sự với phần thân gần như bị phá hủy hoàn toàn. RT dẫn thông tin giới chức ở Chernihiv khẳng định chiếc UAV được phóng từ vùng Odessa lân cận của Ukraine. Cho tới nay, giới chức Chernihiv vẫn chưa nêu đích danh bên gây ra vụ tấn công, chỉ tuyên bố đang mở cuộc điều tra làm rõ. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa vùng ly khai Chernihiv với Moldova. Chernihiv hồi cuối tháng 2 cầu viện Moscow với lời giải thích bị Moldova phong tỏa kinh tế. Nga cam kết sẽ nhanh chóng xem xét yêu cầu này. Giới chức tại Chernihiv cũng nêu vấn đề này với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, Nghị viện Liên minh châu Âu EU và các cơ quan, tổ chức quốc tế khác, kêu gọi họ gây áp lực lên Moldova. Chișinău bác bỏ những tuyên bố của Chernihiv, gọi đây là hành động tuyên truyền. Moldova cũng phủ nhận mọi áp lực kinh tế lên vùng ly khai. Bộ Quốc phòng Nga hôm 17 tháng 3 thông báo, lực lượng Nga đã phá hủy một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine và chia sẻ đoạn video về vụ việc. Chiếc trực thăng được cho là đang hướng đến làng Kozinki nằm ở vùng Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine. Đoạn video do quân đội Nga công bố cho thấy các mảnh vỡ cháy của chiếc trực thăng bốc cháy sau khi nó bị bắn hạ gần khu dân cư Lukashovka bằng hệ thống phòng không Vác-Vai-Vơ-Ba. Theo đài RT, tuần qua đã chứng kiến sự leo thang lớn ở biên giới Nga-Ukraine khi lực lượng Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái vào Nga, cũng như thực hiện nhiều nỗ lực nhằm xâm nhập khu vực Kursk và Belgorod. Chính quyền các vùng Moscow, Krasnodar, Kaluga, Orion, Rostov, Zasolav, Kursk và Belgorod cho hay nhiều máy bay không người lái bị bắn hạ vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, không có thương vong hoặc thiệt hại lớn được ghi nhận trên mặt đất. Trong diễn biến liên quan, Ukraine đã nói với những đồng minh phương Tây rằng đạn dược dùng cho một số hệ thống phòng không của nước này có thể cạn kiệt vào cuối tháng 3. Báo The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng các đại diện từ Ukraine đã đưa ra cảnh báo trên trong một hội nghị an ninh vào tháng trước. Một quan chức Mỹ cho biết lực lượng Ukraine từng bắn hạ 4 trên 5 tên lửa của Nga, nhưng nay có thể chỉ còn nhắm mục tiêu được 1 phần 5 tên lửa của Nga. Nguồn tin cho rằng việc thiếu tên lửa phòng không sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các trung tâm đô thị Ukraine. Hôm 13 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp đã bị lực lượng Nga phá hủy ở khu vực Kharkov, Ukraine.
Trước đó, Nga cũng công bố đoạn video về cuộc tấn công thành công vào hệ thống phòng không F-300 được Ukraine triển khai tại khu vực. Các quan chức Mỹ cảnh báo về sự sụp đổ thảm khốc của các tuyến phòng ngự của Ukraine trong tình huống xấu nhất và khả năng xảy ra thương vong lớn nếu Kiev không nhận được thêm hỗ trợ quân sự từ Washington. Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ, Liên minh châu Âu EU và các đồng minh chuyển vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn được Moscow đạt được các mục tiêu quân sự mà sẽ chỉ kéo dài cuộc giao tranh, đồng thời làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC cho biết đương kim Tổng thống Vladimir Putin gần như chắc chắn tái đắc cử với hơn 87% số phiếu giành được. Trong một tuyên bố khi cuộc bầu cử Nga đang diễn ra, ông Putin cảnh báo sẽ trừng phạt mọi hành vi phạm tội sau khi kết thúc bỏ phiếu. Ông Putin cũng gửi lời cảm ơn tới người dân Nga sau khi kết quả bầu cử sớm cho thấy ông đang dẫn đầu, đồng thời gọi đây là một ví dụ cho thấy sự tin tưởng của người dân Nga. Trong số các nhiệm vụ mà Nga sẽ giải quyết sắp tới, ông Putin đề cập đến việc tăng cường khả năng phòng thủ của Nga và các vấn đề về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài ra, ông Putin tiết lộ thỏa thuận trả tự do cho thủ lĩnh phe đối lập bị cầm tù Alexei Navalny trước khi ông này qua đời. Vài ngày trước khi ông Navalny qua đời, tôi được biết có ý tưởng trao đổi ông ấy lấy những người đang ngồi tù ở các nước phương Tây, ông Putin nói. Cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga kéo dài 3 ngày đã kết thúc hôm 17 tháng 3. Ủy ban bầu cử Nga thống kê tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 74,22%. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, hơn 94% số phiếu đã được kiểm đếm tính tới 3 giờ sáng giờ Moscow. Ba ứng cử viên còn lại là các ông Nikolai Kharitonov, đại diện Đảng Cộng sản, được 4,3% số phiếu, Vladislav Davankov, Đảng Nhân dân mới, được 3,9%, Leonid Slutsky, Đảng Dân chủ Tự do, được 3,2%. Với kết quả này, ông Putin, 71 tuổi, dự kiến đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và trở thành người lãnh đạo Nga trong 6 năm tới. Ông là Tổng thống Nga các nhiệm kỳ 2000-2004, 2004-2008, 2012-2018, 2018-2024 và giữ vị trí thủ tướng giai đoạn 2008-2012. Trước đó, các cuộc khảo sát của Tổ chức Ý kiến Công chúng FOM và Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga VCIOM cũng cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đang dẫn đầu cuộc bầu cử Nga. Đài Sputnik cho biết FOM khảo sát từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 thu hút hơn 230.000 cử tri tại 1.320 điểm bỏ phiếu ở 82 vùng, 821 khu vực thành thị và nông thôn của Nga. Còn VCIOM thăm dò ý kiến trên toàn quốc. Kết quả khảo sát cho thấy, ông Putin dẫn đầu với 87,8% theo FOM và 87% theo VCIOM. Phiếu bầu không hợp lệ đạt 1,4% theo FOM và 1,2% theo VCIOM. Cử tri Nga ngày 15 tháng 3 bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần đầu tiên cho phép bỏ phiếu trực tuyến. Điện Kremlin đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Tổng thống Putin bước đến máy tính trong văn phòng của ông. Bỏ phiếu, mỉm cười và vẫy tay trước ống kính. Một thông báo hiển thị trên màn hình máy tính xác nhận ông đã bỏ phiếu thành công. Theo TASS, đây là lần đầu tiên hình thức bỏ phiếu trực tuyến được triển khai trong một cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Hơn 3,5 triệu cử tri trên khắp nước Nga đã bỏ phiếu trực tuyến trong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử đang diễn ra. Hội đồng Liên bang Nga, Thượng viện Duma ban đầu tuyên bố ngày 17 tháng 3 là ngày bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC sau đó thông báo rằng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15 đến 17 tháng 3. Đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 gồm ông Vladislav Davankov, ông Leonid Slutsky và ông Nikolai Kharitonov. Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội Toàn Nga VTSIOM dự đoán Tổng thống Putin sẽ nhận được 82% phiếu bầu với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể lên đến 71%. Nhằm khuyến khích người dân đi bỏ phiếu, Điện Kremlin đã triển khai nhiều sáng kiến, bao gồm nới thời gian bỏ phiếu lên 3 ngày và cho phép bỏ phiếu điện tử ở 29 khu vực, trong đó có Moscow. CEC cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tính đến chiều 15 tháng 3 giờ địa phương đã vượt mốc 25%. Cơ quan này đồng thời khẳng định họ đã đối mặt với hơn 10.500 cuộc tấn công mạng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.